Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với sân chơi Nào Cùng Đi của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, tai nạn thương tích thường bất ngờ xảy ra ở mọi lúc, mọi nơi, nhất là với lứa tuổi trẻ em. Vì ở lứa tuổi này, các em thường hiếu động, thích tò mò, nghịch ngợm và chưa có kiến thức, kỹ năng, phòng tránh nên rất dễ bị tai nạn thương tích. Do đó, việc hướng dẫn các em học sinh cách phòng tránh và cách sơ cứu những tai nạn thương tích thường gặp là rất cần thiết. Việc sơ cứu đúng cách và kịp thời đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tới mức thấp nhất những rủi ro do tai nạn thương tích gây ra. Và để khắc sâu thêm những kiến thức về kỹ năng sơ cứu những tai nạn thường gặp trong học đường, thì Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Trung Nghĩa, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình Nào Cùng Đi với chủ đề Kỹ năng sơ cứu tai nạn thường gặp trong học đường. Và tham dự chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có các vị đại biểu khách quý. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Đãi, Phó trưởng Ban Phong trào Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Hưng Yên, tập huấn viên sơ cấp cứu của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Trân trọng giới thiệu bà Đỗ Thị Phấn, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hưng Yên. Bà Đinh Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Bà Nguyễn Thị Nga, đảng ủy viên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Về phía nhà trường xin trân trọng giới thiệu cô giáo Phạm Thị Bích Thủy, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được vui mừng chào đón các thầy cô giáo và hơn 480 em học sinh của Trường Trung học Cơ sở Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Và không để quý vị và các bạn phải chờ lâu, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng xem những thành viên của các đội chơi ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trần Thị Dung. Sở thích của mình là đọc sách, vì sách là kho tàng tri thức vô tận, nó giúp mình thư giãn, mở mang kiến thức và học hỏi thêm những điều thú vị, bổ ích từ mỗi trang sách hay. Xin chào tất cả các bạn, mình là Phạm Thị Ngọc Bích. Sở thích của mình là vẽ tranh, bởi vì khi vẽ những bức tranh đầy màu sắc, mình cảm thấy cuộc sống cũng trở nên rực rỡ hơn. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Dương Khánh Linh, sở thích của mình là nghe nhạc. Mình luôn tin rằng âm nhạc là ngôn ngữ của trái tim. Vì sau mỗi giờ học căng thẳng, nghe nhạc giúp mình thư giãn và có tâm trạng tốt hơn. Chúng mình là đội tỏa sáng đến từ trường Trung học Cơ sở Trung Nghĩa. Chúng mình đến với chương trình cùng tinh thần giao lưu, trải nghiệm, khám phá và lan tỏa những giá trị tốt đẹp để đẩy lùi tai nạn học đường. Và phúc chất của đội tỏa sáng là đừng đi một mình, hãy đi cùng nhau, hãy cổ vũ cho chúng mình nhé. Mời ra sân khấu đội chơi tỏa sáng. Và đối thủ của đội tỏa sáng ngày hôm nay là những ai? Chúng ta sẽ cùng theo dõi một video clip của chương trình. Xin chào các bạn, mình là Phương Lan, mình có sở thích học toán, thích giải những bài toán khó. Ước mơ sau này mình muốn trở thành một doanh nhân. Mình là đội trưởng và đây là hai thành viên của đội mình. Mình là Kim Ngân, mình có sở thích là đọc sách, vì sách mang lại cho mình rất nhiều kiến thức bổ ích về thế giới xung quanh. Ước mơ sau này mình muốn trở thành giáo viên, mang con chữ về xây dựng quê hương. Còn mình là Trần Hiếu, sở thích của mình là chơi thể thao, đặc biệt là cầu lông. Ước mơ sau này của mình muốn trở thành bác sĩ để cứu những người bệnh. Chúng mình cùng đến từ chi đội 8A, trường Trung học Cơ sở Trung Nghĩa. Mình cảm thấy rất tự hào khi được học tập tại trường Trung học Cơ sở Trung Nghĩa, một ngôi trường có bề dày thành tích trong dạy và học, luôn được sự quan tâm, dạy dỗ của đội ngũ các thầy cô giáo đầy nhiệt huyết. Đến với chương trình Nào Cùng Đi, đội mình có tên là Cầu Vồng. Tham gia chương trình, chúng mình mong muốn có thêm những hiểu biết về kỹ năng sơ cứu những tai nạn thường gặp cho học đường. Với phương châm giao lưu, học hỏi, quyết tâm, chúng mình sẽ cố gắng giành được giải thưởng trong chương trình. Rất mong nhận được sự cổ vũ của các bạn. Và chúng ta bắt đầu, Nào Cùng Đi, yeah! Và ngay sau đây, xin mời đội Cầu Vồng ra sân chơi. Xin hỏi là hai đội ngày hôm nay các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy thì chúng ta Nào Cùng Đi. Thank you.
Những tai nạn thương tích thường gặp trong học đường. 1. Những vết cắt, chảy máu. 2. Gãy xương. 3. Tai nạn điện giật. 4. Ngộ độc thực phẩm. Các nguyên nhân dẫn đến những thương tích thường gặp trên là do tai nạn giao thông, té ngã, tiếp xúc không an toàn với vật mang điện, ngộ độc do hóa chất, thực phẩm, vật sắc nhọn đâm, cắt, đánh nhau. Các biện pháp phòng ngừa. 1. Phòng ngừa tai nạn giao thông. Tại khu vực trường học cần phải có biển báo trường học cho các loại phương tiện cơ giới ở khu vực gần trường học. Tuyên truyền phổ biến kiến thức về luật giao thông, đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn giao thông, không chạy xe máy trong sân trường, đảm bảo an toàn khi đưa đón các em học sinh. 2. Phòng ngừa té ngã. Thường xuyên kiểm tra các trang bị tại trường học như bàn ghế, bảng viết, mặt sân, cầu thang. Khi phát hiện có hư hỏng hoặc gây nguy hiểm cho học sinh, cần được sửa chữa hoặc thay thế, hướng dẫn học sinh vui chơi đúng khu vực quy định. 3. Phòng ngừa bạo lực, đánh nhau trong trường học. Quy định và giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo học sinh không mang theo các vật sắc nhọn nguy hiểm như dao kéo, súng cao su khi đến trường. Giáo dục các em học sinh nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong các hoạt động vui chơi và học tập. 4. Phòng ngừa điện giật, sự cố do điện. Hệ thống điện trong lớp phải an toàn, không để dây trần, dây điện hở, bảng điện để cao. Nhà trường thường xuyên kiểm tra các đồ dùng, thiết bị sử dụng điện để đảm bảo an toàn. Phòng ngừa ngộ độc thức ăn. Hướng dẫn các em học sinh không mua đồ ăn ở các hàng rong xung quanh cổng trường. Thực phẩm do thức ăn nhà bếp, nước uống phải đảm bảo vệ sinh, rõ nguồn gốc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được theo dõi một video giới thiệu về các tai nạn thương tích thường gặp trong học đường và các biện pháp phòng tránh. Vậy cần làm gì để thực hiện sơ cứu khi gặp những tai nạn trên? Thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những chia sẻ của ông Trần Văn Đãi, Phó trưởng ban phong trào Hội chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên, tập huấn viên sơ cấp cứu của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ông. Các cái tai nạn thương tích trong trường học mà chúng ta hay gặp, đầu tiên là chảy máu. Thế thì cái sơ cứu chảy máu thì nếu như phát hiện một bạn bị rách da chảy máu thì chúng ta tiến hành đánh giá cái tình trạng của nạn nhân và tiến hành cầm máu càng sớm càng tốt. Cầm máu thì chúng ta sẽ dùng các cái gì sẵn có hoặc các cái băng gạc hoặc là khăn vải sạch nếu chúng ta có. Cái thứ hai nữa là về gãy xương. Gãy xương thì chúng ta cố định xương cho nạn nhân bằng nẹp y tế, bằng những cái thay thế như là cành cây hay là những cái ống nhựa hay là những cái gì mà chúng ta có thể cố định được cho nạn nhân. Đấy là về gãy xương. Và chúng ta cũng làm càng sớm càng tốt, sau đó thì mới chuyển nạn nhân đến các cơ sở y tế. Một cái tai nạn nữa hay thường gặp là tai nạn điện giật. Tai nạn điện giật thì đầu tiên thì chúng ta phải loại bỏ được cái nguồn điện ra khỏi nạn nhân bằng cách sử dụng những các cái gậy tre gỗ hoặc là những cái ống nhựa để chúng ta loại bỏ nguồn điện ra khỏi người nạn nhân. Và nếu như những cái nguồn điện ta không thể loại bỏ được thì chúng ta phải báo cho bên điện lực để cắt điện. Và chúng ta chưa loại được nguồn điện ra khỏi người nạn nhân thì chúng ta cũng không thể vào sơ cứu được cho nạn nhân. Thế và một cái hiện trường không an toàn thì chúng ta rất có thể sẽ là những cái nạn nhân tiếp theo. Và một cái tai nạn thương tích nữa là cái tai nạn về ngộ độc thực phẩm. Nếu phát hiện ra là mình đã ăn hoặc là uống phải những cái chất mà gây ngộ độc thì chúng ta ngay lập tức cho bạn mình hoặc cho nạn nhân uống từ 200 đến 300ml nước trắng. Sau đó thì sẽ kích thích cho bạn nôn ra. Tức là mình có thể dùng đầu ngón tay hoặc là tăm bông để kích thích vào họng của nạn nhân để cho nạn nhân nôn đẩy hết các cái chất độc ra. Sau đó thì đưa nạn nhân đến các cơ sở y tế gần nhất. Chào mừng quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần thi khám phá. Trong phần thi này thì hai đội chơi sẽ cùng thực hiện trả lời 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có 4 phương án A, B, C, D để cho hai đội lựa chọn. Đội nào bấm chuông trước thì sẽ giành được quyền trả lời. Trả lời đúng mỗi câu hỏi các bạn sẽ giành được 10 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm nào. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi như sau: việc cầm máu tạm thời được tiến hành nhằm mục đích gì? A. Giữ cho ổ xương gãy được tương đối ổn định. B. Nhanh chóng đưa người bị thương đến nơi an toàn. C. Nhanh chóng làm ngừng chảy máu để hạn chế mất máu. Và D. Bảo vệ vết thương khỏi bị nhiễm trùng cầm máu tại vết thương. Thời gian bắt đầu. Vâng, như vậy là chúng tôi nhận thấy tín hiệu chuông của đội tỏa sáng. Xin mời các bạn. Đội tỏa sáng xin được trả lời đáp án là C ạ.
Đáp án C. Các bạn tự tin với bao nhiêu phần trăm với câu hỏi này? Dạ, 100%. 100% đã mang lại cho các bạn 10 điểm trong câu hỏi này. Xin chúc mừng các bạn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Gãy xương có thể xảy ra trong một số tình huống như là té ngã, tai nạn giao thông hay là chơi thể thao. Những dấu hiệu nào sau đây cho thấy bạn đã có thể bị gãy xương? A. Đau chói và biến dạng cong vẹo. B. Không thể vận động. C. Đầu xương hở ra ngoài. Và D. Cả 3 phương án trên đều đúng. Thời gian bắt đầu. Vâng, tiếp tục chúng tôi nhận thấy tín hiệu chuông của đội tỏa sáng. Xin mời bạn. Câu trả lời của đội tỏa sáng là D ạ. Chúc mừng các bạn, 10 điểm tiếp theo ạ. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ý kiến giải thích rõ hơn từ phía chuyên gia. Vâng, xin mời ông Trần Văn Đãi ạ. Gãy xương ấy thì có hai dạng, gãy xương kín và gãy xương hở. Đối với gãy xương kín thì không nhìn thấy đầu xương hở ra, chỉ có những cái vết bầm tím hoặc là thay đổi ổ khớp hoặc là cái trục. Thế còn đối với gãy xương hở thì ổ gãy thông với bên ngoài và có các cái biểu hiện như là xương kín và có thêm các cái biểu hiện là rách da, chảy máu tại vị trí gãy xương đó. Vâng, xin cảm ơn những thông tin rất là cụ thể vừa rồi của ông Trần Văn Đãi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng nguyên tắc băng vết thương? A. Băng kín không bỏ sót vết thương. B. Không làm ô nhiễm vết thương. C. Băng đủ chặt đảm bảo lưu thông máu. Và D. Cả 3 đáp án trên. Thời gian bắt đầu. Vâng, chúng ta đã thấy đội cầu vồng, xin mời các bạn. Đội cầu vồng xin được trả lời đáp án là D. Đáp án là D, rất là rõ ràng và rất tự tin. Chúc mừng các bạn 10 điểm với câu hỏi này ạ. Và với chủ đề của câu hỏi này thì chuyên gia cũng sẽ có thêm những tư vấn cho các bạn. Xin mời ông Trần Văn Đãi ạ. Về nguyên tắc băng ý, thì chúng ta phải phủ kín vết thương bằng gạc sạch. Thứ hai nữa là khi băng thì cần băng đủ chặt để đảm bảo lưu thông máu. Nút buộc ý, thì chúng ta tránh đè trực tiếp vào cái vết thương. Và một cái nguyên tắc nữa là băng nhẹ nhàng và nhanh chóng, không làm đau đớn thêm cho nạn nhân. Vâng, xin được cảm ơn ông ạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4. Các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm thường bao gồm: A. Buồn nôn, nôn, tiêu chảy. B. Đau bụng, sốt. C. Đau đầu, mệt mỏi. Và D. Là tất cả các lựa chọn trên đều đúng. Thời gian bắt đầu. Tiếp tục là đội tỏa sáng. Xin mời các bạn. Đáp án của đội tỏa sáng là D ạ. Và đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng các bạn. Chúng ta còn một câu hỏi nữa. Câu hỏi như sau. Trình tự cứu người bị tai nạn điện là: A. Sơ cứu nạn nhân, tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện và tiếp theo là đưa đến bệnh viện. B. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện, sơ cứu nạn nhân và đưa đến bệnh viện. C. Đáp án A và B đều sai. Và D. Đáp án A và B đều đúng. Thời gian bắt đầu. Vâng, xin mời đội cầu vồng. Đội cầu vồng xin trả lời đáp án là B ạ. Đáp án của các bạn đưa ra, đáp án đúng ở đây đó là B. Em có thể nêu lại trình tự của sơ cứu hay không? Em được cô là tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện ạ, sơ cứu nạn nhân và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Đó là một đáp án chính xác, xin chúc mừng các bạn. Và tiếp theo thì chuyên gia sẽ tiếp tục giải thích rõ hơn với câu hỏi này để các bạn có thêm những kiến thức cần thiết. Đầu tiên thì chúng ta đều phải quan sát đánh giá hiện trường, tức là hiện trường có an toàn hay không. Ở đây là điện giật mà nếu như chúng ta không tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện thì rất có thể chúng ta sẽ là những nạn nhân tiếp theo. Thế nên đầu tiên thì chúng ta phải tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện. Sau đó thì mới tiến hành sơ cứu cho nạn nhân. Thế thì tôi giải thích sơ cứu cho nạn nhân thì chúng ta sẽ sơ cứu theo cái tình trạng của nạn nhân. Có những nạn nhân bị điện giật nhưng vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn bị nhẹ thì chúng ta sẽ chỉ cần động viên, trấn an nạn nhân. Nhưng có những nạn nhân điện giật thì đã bị ngừng thở, ngừng tim rồi thì chúng ta phải tiến hành sơ cứu theo tình trạng của nạn nhân. Lúc này thì chúng ta phải thực hiện hồi sinh tim phổi, tức là ép tim và thổi ngạt. Sau đó cuối cùng thì chúng ta, cái bước 3, chúng ta mới đưa nạn nhân đến các cái cơ sở y tế gần nhất. Và một cái lưu ý nữa là chúng ta luôn luôn phải gọi trợ giúp. Vâng, xin được cảm ơn ông Trần Văn Đãi ạ. Và bây giờ sẽ là cơ hội cho các bạn khán giả của chúng ta ngày hôm nay nhận được những phần quà hấp dẫn của chương trình. Xin hỏi là các bạn có muốn được nhận quà không?
Vâng, và bây giờ sẽ là cơ hội nhận quà của các bạn khán giả tham gia chương trình ngày hôm nay. Tôi sẽ có 3 câu hỏi và với mỗi câu hỏi tương ứng với việc các bạn trả lời đúng thì sẽ giành được một phần quà của chương trình. Và câu hỏi đầu tiên như sau: dụng cụ cần dùng khi sơ cứu băng bó cho người bị gãy xương là A. chai nước, B. vải từ quần áo cũ, C. nẹp gỗ và D. cây lau nhà. Vâng, ngay khi mà MC còn chưa đọc xong câu hỏi thì các bạn đã có câu trả lời rồi. Bạn Nam rất nhiệt tình, vừa giơ tay vừa đứng vừa nhảy. Xin mời em. Em học lớp sinh lớp 6C, tên là Trần Hữu Minh Lộc ạ. Và đáp án của Minh Lộc là gì? C. Nẹp gỗ. Nẹp gỗ. Và đó là đáp án chính xác và chương trình sẽ tặng Minh Lộc một món quà. Câu hỏi số 2, cơ hội nhận quà thứ hai như sau. Nếu nghi ngờ đã bị ngộ độc thực phẩm thì cần làm gì đầu tiên? A. Đến ngay cơ sở y tế gần nhất. B. Tự chữa trị bằng các loại thuốc kháng sinh. C. Uống nước lạnh để làm giảm triệu chứng. Và D. Tất cả các lựa chọn trên đều đúng. Bạn nào đây? Bạn Nam ngồi ở gần cuối hàng. Em ơi cô, là em học lớp 7D ạ. Em tên là Tuấn. Và đáp án của Tuấn là gì? À, đến ngay cơ sở y tế gần nhất, đúng không? Cảm ơn em rất nhiều, em giơ tay rất sớm và trả lời rất chính xác. Xin chúc mừng Tuấn đã nhận được một phần quà của chương trình. Chúng tôi còn một món quà nữa, bạn nào sẽ may mắn nhận được quà ở đây. Câu hỏi số 3 như sau. Để phòng tránh tai nạn điện giật, chúng ta cần phải làm gì? A. Không sử dụng các dụng cụ điện bị hỏng, hở, giò điện. B. Để nguồn điện xa tầm với của trẻ em. C. Lấy băng dính bịt kín những ổ cắm không dùng đến. Và D. Cả 3 đáp án trên đều đúng. Vâng, rất nhiều bạn. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ ưu tiên cơ hội dành cho bạn nữ. Tôi sẽ ghi nhớ bạn nữ nào vừa rồi vỗ tay rất nhiệt tình và cười rất tươi, cổ vũ cho chương trình. Đây, đây là bạn nữ rất hiền lành nhưng cổ vũ rất nhiệt tình cho chương trình, xin mời. Em thưa cô, em đến từ lớp 7D và em tên là Trần Thị Thảo ạ. Và câu trả lời của Thảo là gì? Em đưa cô em chọn đáp án D, cả 3 phương án trên ạ. Chắc chắn rồi, đó là câu trả lời chính xác và chương trình sẽ tặng Thảo một phần quà. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi kết nối. Trong phần thi kết nối thì hai đội sẽ cùng nhau trải qua 3 trò chơi đối kháng. Trò chơi đầu tiên, oán ý đồng đội. Trong phần thi này thì mỗi đội sẽ cử ra 3 người chơi và được cấp 10 từ khóa. Các thành viên sẽ có nhiệm vụ như sau. Một thành viên sẽ được xem từ khóa và dùng ngôn ngữ hình thể để mô phỏng, gợi ý cho đồng đội đoán từ khóa. Thời gian của hai đội thực hiện đó là 5 phút, mỗi từ khóa đúng. Các đội chơi sẽ giành được 2 điểm. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với lượt chơi đầu tiên của các bạn đến từ đội cầu vồng. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, xin mời em. Băng bó. Chính xác ạ, xin chúc mừng các bạn. Đau bụng. Chính xác. Thuốc sát trùng. Chính xác. Gãy tay. Chính xác. Các bạn rất hiểu ý nhau. Kẹp nhiệt độ. Chính xác. Gây nôn. Chính xác. Các bạn rất giỏi. Cái này khó này. Xe cứu thương. Chính xác. Rửa vết thương. Chính xác. Chườm đá. Hoàn toàn chính xác. Gọi cấp cứu. Rất thông minh. Vâng, như vậy là chưa hết thời gian thì đội cầu vồng của chúng ta đã hoàn thành xong gói của mình. Và một điều thật là tuyệt vời là các bạn ấy trả lời chính xác tất cả các từ khóa trong gói A này. Xin chúc mừng các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu với những từ khóa đầu tiên. Thời gian bắt đầu. Lẹp gỗ. Chính xác. Hà hơi thổi gạt. Chính xác.
cầm máu. Chính xác. Thay băng. Chính xác. Nước muối sinh lý. Chính xác. Gãy chân. Chính xác. Các bạn rất giỏi. Bù nước. Hoàn toàn chính xác. Càng cứu thương. Chính xác. Lạc khử trùng. Hoàn toàn chính xác. Đau đầu. Chính xác. Vâng, cũng rất nhanh chóng thì đội tỏa sáng các bạn cũng đã hoàn thành xong gói từ khóa của mình. Và thật tuyệt vời là tất cả các đáp án đều chính xác. Xin chúc mừng các bạn. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi thứ hai, đó là trò chơi sơ cứu đúng cách. Trong trò chơi này thì mỗi đội sẽ cử ra 3 người chơi thực hiện sơ cứu đúng cách với tình huống mà mình đã lựa chọn. Và với trò chơi này thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Văn Đãi, chuyên gia của chương trình sẽ tiếp tục lên sân khấu để điều hành và giám sát cũng như là cho điểm hai đội chơi. Xin trân trọng kính mời ông. Nhung nữa này. Thôi chết rồi, cậu bị mắc trên cây rồi. Không phải lo, để tớ. Cố lên cậu ơi, cố lên, sắp được rồi. Ôi đau quá, đau quá. Ôi cậu ơi, cậu có sao không? Ôi trời nhiều máu quá, để tớ đi gọi người giúp đỡ nhé. Sau đây, đội cầu vồng xin trình bày cách xử lý tình huống. A. Bước 1. Khi vết thương chảy nhiều máu thì điều quan trọng là phải cầm máu cho nạn nhân. Cầm máu bằng cách dùng miếng vải sạch hoặc băng gạt ép bằng một lực vừa phải lên vết thương. Khi đó, bảo nạn nhân đặt tay giữ băng gạt. Còn người sơ cứu vết thương sẽ nhanh chóng đeo găng tay. Giữ vết thương khoảng 5 phút thì máu sẽ ngừng chảy. Trong trường hợp nếu máu vẫn tiếp tục chảy thấm qua băng gạt thì cần đặt thêm một miếng băng gạt nữa cho đến khi máu ngừng chảy. Bước 2. Sau khi máu đã ngừng chảy thì cần băng bó vết thương lại. Băng bó bằng băng gạt vô trùng hoặc miếng vải sạch. Bước 3. Sau khi băng bó vết thương cần kiểm tra tuần hoàn máu. Bảo nạn nhân giơ hai tay ra đằng trước, lòng bàn tay úp, xem hai tay ở bên vừa băng bó, nếu phần tay tím tái, nhợt nhạt thì đó là do băng bó quá chặt, cần lới lỏng phần băng lại. Bước 4. Sau khi đã lới lỏng thì cần đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để người có chuyên môn xử lý để tránh gây nhiễm trùng. Trong quá trình sơ cứu vết thương thì cần trấn an tâm lý bệnh nhân để nạn nhân không bị hoảng loạn, sợ hãi. Đó là phần trình bày của đội cầu vồng. Đội cầu vồng xin cảm ơn các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn đã lắng nghe. Cảm ơn các bạn, đội cầu vồng đã vừa hoàn thành xong phần thi sơ cứu của mình. Và xin mời giám khảo của chương trình sẽ nhận xét. Chúc mừng đội cầu vồng đã hoàn thành phần thi của mình. Qua quan sát thì chúng tôi thấy được rằng là đây là chảy máu nhiều thì chúng ta phải sử dụng cái lượng gạc nó lớn lên một chút để chúng ta ép vào vết thương. Thứ hai nữa, khi băng thì chúng ta sẽ băng từ dưới lên phía trên. Cái nút buộc này thì chúng ta sẽ buộc ở phía trên này thì nó sẽ chắc chắn hơn, nó sẽ chặt hơn. Cái thứ ba nữa là khi kiểm tra tuần hoàn bằng cách là xoa qua hai tay. Nếu mà chúng ta buộc chặt quá thì cái màu ở cái tay, cái chi bị chảy máu ấy, nó sẽ nhạt màu hơn. Thì đấy là chúng ta đã băng nó hơi chặt. Thì chúng ta lúc bấy giờ chúng ta sẽ phải nới bớt cái băng của chúng ta ra. Và trong cái quá trình băng mà máu vẫn chảy thì chúng ta lại tiếp tục đặt cái gạc lên và chúng ta lại băng tiếp lên. Phần này thì chúng tôi chấm điểm cho các bạn là 9 điểm. Vâng, xin chúc mừng các bạn, đội cầu vồng đã đạt được 9 điểm trong tình huống sơ cứu này. Xin chúc mừng các bạn và cảm ơn các bạn.
đau quá. Cậu đi kiểu gì thế? Sao vừa đi còn vừa xem điện thoại? Ủa mà sao cậu đi nhanh đấy? Hay là tay tôi đau quá không nhấc lên được nữa rồi? Thì tay cậu làm sao? Đau quá, tôi bị tê mất rồi. Sau đây đội tỏa sáng xin được trình bày cách xử lý tình huống. Bước 1, trấn an nạn nhân. Chúng ta cần giữ bình tĩnh cho nạn nhân để tránh hoảng loạn. Bước 2, kiểm tra vùng bị tổn thương. Chúng ta cần quan sát kỹ vùng cẳng tay bị gãy để nhận biết tình trạng gãy như thế nào. Tuyệt đối không được nắn lại xương. Bước 3, cố định cẳng tay bị gãy. Chúng ta có thể sử dụng nẹp nếu có sẵn hoặc những vật cứng, chắc chắn và sạch sẽ để cố định. Đặt nẹp một nẹp ở phía trong, từ lòng bàn tay đến khuỷu tay, và một nẹp ở phía ngoài, từ mu bàn tay đến khuỷu tay. Tiếp theo đó, sử dụng 3 đến 4 sợi dây để buộc cố định nẹp với cẳng tay. Lưu ý, không buộc quá chặt để tránh gây tình trạng cản trở được tuần hoàn máu. Bước 4, dùng dây đeo. Chúng ta có thể sử dụng một miếng vải như khăn tam giác hoặc áo để đỡ cẳng tay bị gãy của nạn nhân. Tiếp theo đó, buộc dây quanh cổ, giữ cho cẳng tay treo trước ngực. Bước 5, kiểm tra tuần hoàn máu. Sau khi đã buộc cố định xong, kiểm tra xem tay của nạn nhân có những dấu hiệu như bị lạnh, tái xanh hay không. Nếu có, cần lới lỏng dây buộc và nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bước 6, gọi cấp cứu hoặc đưa nạn nhân đến bệnh viện, cơ sở y tế gần nhất để được điều trị chuyên nghiệp. Phần trình bày của đội tỏa sáng đến đây là kết thúc. Cảm ơn ban đại biểu và các thầy cô, các bạn đã lắng nghe. Vâng, xin chúc mừng đội tỏa sáng đã vừa hoàn thành xong tình huống của mình. Và bây giờ thì xin mời giám khảo sẽ cho đánh giá và nhận xét ạ. Chúng tôi cũng xin được chúc mừng đội tỏa sáng. Qua quan sát thì chúng tôi thấy được rằng là khi các bạn kiểm tra cái tay bị gãy của bạn mình thì các bạn cần nhẹ nhàng hơn và chỉ cần các cái dấu hiệu như là gì ạ? Nó tay nó bị lệch trục này, bị đau chói ở cái vùng bị gãy này. Cái thứ hai nữa ấy, là về cái dây buộc này ấy, thì chúng ta là sẽ dùng 4 dây và chúng ta sẽ buộc cùng một phía. Thường thì người ta sẽ buộc ở phía ngoài này, ở cái cạnh phía ngoài này. Ở đây thì các bạn cũng buộc cũng tương đối tốt rồi. Tuy nhiên rằng chúng ta sẽ buộc ở phía ngoài. Và một cái nữa, cái nút đầu nữa ấy, thì chúng ta cần phải đo nẹp tùy theo cái cánh tay dài ngắn và chúng ta sẽ lựa chọn cái nẹp cho nó phù hợp. Thường thì cái nẹp ở bên trong này sẽ ngắn hơn nẹp ở bên ngoài. Với cái phần này thì cũng xin được chúc mừng đội tỏa sáng và chúng tôi cho đội tỏa sáng là 9,5 điểm. Xin được cảm ơn. Chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi thứ 3, trò chơi mang tên tranh ai chuyển nhanh. Ở trò chơi này, mỗi đội sẽ gồm có 5 người chơi và được ban tổ chức cấp cho 20 quả chanh. Hai đội sẽ xếp thành hai hàng dọc và sẽ dùng muỗng để chuyền chanh từ vạch xuất phát đến vạch đích. Đội nào hoàn thành xong trước thì đội đó sẽ được 10 điểm và đội còn lại sẽ được 5 điểm. Và các bạn lưu ý, trong quá trình chuyền chanh chúng ta sẽ không được phép dùng tay. Hai đội đã hiểu rõ luật chơi chưa? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng và chúng ta sẽ vào đội hình. 3, 2, 1, bắt đầu. Hoàn toàn không được dùng tay, hoàn toàn không được dùng tay. Rơi rồi, rất tiếc. Vâng, phải rất nhẹ nhàng, khéo léo. Phối hợp thật ăn ý với nhau. Thời gian cho các bạn còn khá là nhiều. Đội nào hoàn thành xong trước, đội đó sẽ được 10 điểm. Đội còn lại sẽ được 5 điểm. Số tranh của đội tỏa sáng còn lại trong rổ không nhiều. Tuy nhiên thì không biết là có bao nhiêu quả chanh về được đến đích đây, chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Vâng, trong đội tỏa sáng chúng ta còn 3 quả chanh ở trong rổ nữa. Đội cầu vồng cũng còn 7 quả chanh ở trong rổ, nhưng không biết là có bao nhiêu quả chanh về đến đích. Vâng, có những quả chanh đã bị đứt cánh đứt đường. Thời gian vẫn còn, các bạn bình tĩnh.
Thời gian vẫn còn. Còn một quả chanh nữa. Rồi, quả chanh cuối cùng đã được các bạn đưa vào hành trình. Như vậy là đội tỏa sáng đã hoàn thành xong phần chơi của mình và xem kết quả cuối cùng như thế nào. Vâng, sau khoảng thời gian các bạn phối hợp rất là ăn ý, khéo léo thì bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra số chanh của từng đội. Đầu tiên sẽ là số chanh của đội cầu vồng. Chúng ta cùng đếm các bạn nhé. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. Vâng, đội cầu vồng đã mang về đích của mình là 16 quả chanh. Và chúng ta sẽ cùng xem đội tỏa sáng mang về đích được bao nhiêu quả chanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vâng, 14 quả chanh ạ, chỉ kém đội của các bạn đấy là 2 quả chanh thôi. Như vậy với trò chơi này thì đội cầu vồng các bạn đã giành được 10 điểm, xin chúc mừng các bạn. Và 5 điểm là số điểm mà chương trình dành tặng cho các bạn đội tỏa sáng. Xin được chúc mừng các bạn, cảm ơn các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì các bạn tham gia đội chơi đến từ trường trung học cơ sở Trung Nghĩa đều đã thể hiện rất tốt các phần thi của mình trên sân khấu của Nào Cùng Đi ngày hôm nay. Và đến với chương trình thì quý vị đại biểu cũng như là bên đại diện nhà tài trợ có những phần quà để dành tặng cho cô vai trò của trường trung học cơ sở Trung Nghĩa. Xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Vân Phương, giám đốc công ty bảo hiểm Bảo Việt Hưng Yên sẽ lên sân khấu để tặng quà cho nhà trường và các bạn học sinh. Trân trọng kính mời. Vâng, chúng ta cùng đồng một tràng pháo tay để cảm ơn sự quan tâm của nhà tài trợ là công ty bảo hiểm Bảo Việt Hưng Yên. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua những phần thi vô cùng gay cấn, hồi hộp nhưng cũng mang lại rất nhiều kiến thức bổ ích về kỹ năng sơ cứu những tai nạn thương tích thường gặp trong môi trường học đường. Và sau khi kết thúc các phần thi thì số điểm của hai đội tham gia sân chơi ngày hôm nay như sau. Các bạn đến từ đội cầu vồng, các bạn đã đạt được số điểm đó là 59 điểm. Và rất xuất sắc, các bạn đội tỏa sáng đã đạt được 64,5 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Và như vậy, đội tỏa sáng đã là đội giành thắng cuộc trong chương trình Nào Cùng Đi ngày hôm nay. Và ngay sau đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu nhà báo Xuân Quyến, phó trưởng phòng chuyên đề, tổng đạo diễn chương trình sẽ lên sân khấu cùng với cô giáo Phạm Thị Bích Thủy, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trung Nghĩa sẽ lên sân khấu để trao quà và trao giải thưởng cho hai đội tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cả hai đội đã có những phần thể hiện rất tốt trong sân chơi Nào Cùng Đi ngày hôm nay. Và đặc biệt các bạn có thêm những kiến thức bổ ích trong kỹ năng sơ cứu những tai nạn thương tích thường gặp trong học trường. Thưa quý vị và các bạn, và mong rằng với những phần tranh tài đầy hấp dẫn vừa rồi thì đã mang đến cho các bạn học sinh và quý vị khán giả những kiến thức cơ bản trong việc thực hành sơ cứu các tai nạn thương tích thường gặp trong học đường. Và tới đây thì thời lượng của chương trình Nào Cùng Đi cũng xin được khép lại. Xin cảm ơn và xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau ạ.